Kênh YouTube kho tư liệu xây dựng xin kính giới thiệu đến quý vị cái nền bê tông cốt thép đa kiền của thằng Trạch. Thì cái với quy mô và cái nền đất của công trình này thì nó nằm ở vị trí nền đất cứng, nên là biện pháp thi công thì thi công theo cái cáo là hệ móng bèn, tức là nhà đây có 50 thì mình thi công 5 cái hệ móng bèn. Thì sau khi thi công móng bèn xong thì mình đổ các cố cột lên, và phía trên của nền tầng trệt thì mình được đổ bê tông cốt thép liền với cái đà kiền. Đây là nghĩa là có hai hệ, một hệ là móng, ở dưới là phía trên là nền trệt và hệ đà kiền. Thì cũng giới thiệu cho quý vị cái cơ bản cái cách thi công. Thì đây cũng là một cái cách thi công mà nó cũng là tương đối là đẹp mắt, sạch sẽ và gọn. Thì cái này đây thì một số cái biện pháp thi công thì có thể là mình có thể thi công là cốt thép nền tầng trệt mình có thể đổ sau. Thì đối với công trình này thì chúng tôi cũng thi công đổ một lần luôn, đổ nền trệt tới cái cốt hoàn thiện, tức là còn 7 phân nữa mình hoàn thiện lát gạch. Thì hệ thống ống nước thì cũng đã được thi công âm này tất cả. Thì tôi cũng quay hệ thống đà kiền. Thì công trình này thì cũng quy mô là một trệt, một lầu và một sân thượng, nên là hệ thống cái cáo thì cũng được thiết kế theo cái tiêu chuẩn thiết kế quy định. Thì đà kiền này là 4 cây phi 16. Cái phi 16. Đây thì là cái dầm thang. Cái dầm này thì vừa là cái dầm thang mà vừa cái dầm cho cái tường của phòng ngủ sau này phía dưới tầng trệt. Đây phía này thì nó có cái dầm. Quý vị cũng lưu ý là có cái sắt đà kiền thì cũng được gắn vào nhau. Thì lưu ý là cũng phải bẻ cái neo cho cái kiền. Sắt cố cột thì mình chừa theo cái tiêu chuẩn là 60 đi, 60 lần đường kính để mình nối các cột, để khi mình đổ tầng trệt mình nối các cột. Thì chúng tôi đã kiểm tra tất cả các kích thước, kiểm tra cái tiêm cọc đã được vạch trên tường để tránh cho cái sự hạn chế cái việc mà nhắn xét đầu cọc sau này. Cái thép của này thì thép sàn của này trạch này thì thép 8A200. Thì trước khi mà mình rải sàn như thế này thì cũng nền đất thì cũng được lâm le cách sạch sẽ, sau đó rải bạc, rồi cũng tiến hành mình đan cốt thép lên phía trên. Đây là cũng một trong cái phương án thi công mới, để cho quá trình thi công là mình đổ nền trước thì quá trình thi công nó rất là gọn và sạch sẽ. Đây là sắt chừa cầu thang. Thì cái hệ thống nước âm này của nhà này thì nó cũng có 3 cái hộp kèn đó, và được đi cái ống ra phía trước đó. Đây thì ống chính, ống phi 114. Đây là cái hố ga của trục thứ hai của nhà. Mình sẽ đặt cái hố ga để trung chuyển. Ga này thì kích thước của nó là 60 vuông, và chiều cao của hố ga là 70 phân. Đó. Thì nó cách cái
cái tường của trục 2 là 25 phân. À, cách cái trục 2 là cũng 25 phân. À, 25 phân. Thì cũng lưu ý các vị trí của hũ ga này để mình tích vào cái bản vẽ. Sau này mình nhớ cái vị trí các hũ ga để có thể là dỡ nắp hũ ga mình kiểm tra. Thì đây là cái đường con nước. Đó, thì đây thì nó có cái hai cái ống. Đó, một cái ống hộp gen. Đó, hộp gen của toilet ở trên. Thì nó về hũ ga theo cái vị trí này. Đó. Hũ ga đây thì nó nằm ở cái trục 4. Đó, đo từ tường ra thì 25 phân. Đo từ trục 4 về phía trước thì 30 phân. Đó. Đó là có vị trí ống. Ống về phía trước. Đó là ống ống từ hộp gen xuống. Thì cái hầm cầu vị trí này. Hầm cầu nằm ở vị trí này các bạn. Hầm cầu thì nó nằm bề rộng nó là 2,5 m, bề dài là 2,8 m. Nó nằm trong khuôn viên ngoài. Thì đây là cái ống ống cầu cho toilet trên. Đó, nó sẽ về hầm, vị trí hầm chỗ đây. Đó, đây cũng cái ống đây là ống cầu cho toilet của tầng trệt. Đó, nó cũng về hầm, hầm chỗ đây. Đây là các hệ thống ống, ống nước mưa, ống cho chậu bếp. Đó, đây là cũng ống nước mưa trục 5. Nằm phía sau thì có hai ống nước mưa. À, thì cũng có hũ ga nằm ở khu vực ngoài trục 5. À, thì cái ống này thì chờ cho cái xăng sau này. À, vị trí ống hầm cầu, ống phiểu, ống cho lò bô. Thì cái hũ ga này nó nằm từ cái trục 6. Trục 6, thêm trục 6 nó về tới con 60 phân thì tới cái hũ ga, từ thêm trục 6 về phía trước và từ cái tường bên tay phải của hành lang qua thì nằm ở 80 phân. Đó, 80 phân thì tới cái hũ ga này. Đó, mục đích làm nhiều hũ ga như thế thì để sau này có thể kiểm tra và dỡ hũ ga để mình vệ sinh. Quá trình chừng 7 đến 10 năm thì hũ ga nó cũng sẽ có rác rồi này nọ thì mình vệ sinh nó khỏi ngạt ống. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi. Cũng xin giới thiệu quý vị thì cái mình đóng bạc như thế này để mình tạo lớp không cho bê tông nó liên kết với các nhà lân cận để mục đích là khi cái nhà mình nó xuống thì nó không kéo các nhà khác và các nhà khác lân cận nó xuống thì nó cũng không kéo cái nhà của mình gây nứt tường. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã xem kênh YouTube.